xin chào tất cả các bạn mình là Eric trong cái lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái thằng Node.js cũng như rằng là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái thằng npm này rồi hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau viết cái chương trình Hello World đối với thằng Node.js này nha. Ở đây thì trước khi bắt đầu vào cái video này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thư mục nha. Cái thư mục này chính là nơi chúng ta chứa code của cái dự án của chúng ta. Ví dụ ở đây thì mình đang mở sẵn một cái thư mục có tên gọi là code n không như thế này các bạn này. Backend không ấy, tức rằng là, là backend bắt đầu từ số 0 thì mình đặt tên là như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cần phải mở cái thằng VS Code lên các bạn này. Chúng ta sẽ mở thằng VS Code lên, sau đấy thì các bạn sẽ mở cho mình cái thư mục đấy nha. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình file và chọn cái phần new window để à, các bạn sẽ chọn cho mình open folder nha. Mình sẽ mở cái gọi là cái thư mục đấy này thì trên máy tính của mình thì mình sẽ cần đi tìm tới cái thư mục đó đấy nha các bạn đây thì các bạn thấy rằng là mình đang có một cái thư mục như thế này mình sẽ chọn nha mình sẽ chọn select folder các bạn này đây thì nó sẽ mở ra được một cái giao diện trống không như thế này các bạn này các bạn yên tâm rằng là do cái thư mục của chúng ta trống không ấy thành ra rằng là cái phần bên tay trái của chúng ta nó chẳng có gì cả đây các bạn thấy rằng là nó trống không như thế này ở đây thì ngoài cách các bạn mở trực tiếp folder ấy chúng ta có một cách làm thứ hai nha đấy chính là là các bạn muốn mở cái thư mục ở đâu ấy ví dụ ở đây thì mình sẽ dùng cái phần terminal các bạn này sau khi mà các bạn mở lên được cái terminal như thế này Các bạn sẽ gõ cho mình cái từ code Các bạn sẽ thêm cho mình nha Chúng ta cách ra một cái chúng ta thêm một dấu chấm Sau đấy thì các bạn enter cho mình Thì cái từ code này là viết tắt của thằng VS code thôi Nó sẽ mở ra cho các bạn cái dấu chấm này Tức rằng là tại cái thư mục đấy luôn Thành ra rằng là nó sẽ mở ra y nguyên cái thư mục cho các bạn Ở đây thì do mình đã mở sẵn rồi Thành ra rằng là nó không ra cái gì Các bạn có thể thử câu lệnh đấy nha sau khi mà chúng ta đã có như thế này rồi thì mình sẽ đi từ cái front end và sau đấy thì chúng ta sẽ tới back end. Ở đây thì trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nhấn vào đây cho mình nhé. Chúng ta sẽ tạo cho mình một cái là new file các bạn này. Các bạn sẽ click vào đây cho mình một cái này. Chúng ta nhấn vào đây. Đó. Tiếp theo nữa thì ví dụ ở đây thì mình sẽ tạo cho nó một cái file đấy chính là, là test.html nhé. Đấy rồi. Trước tiên thì các bạn sẽ bắt đầu cho mình bằng cái file html như thế này. Chúng ta có một cái file test.html đây. Bên trong này thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ doc nha, đó. Sau khi mà các bạn gõ từ doc như thế này, nó gợi ý cái này các bạn này, các bạn enter cho mình một cái, đó. Như vậy rằng là, là nó đã lên được cái khung HTML cho chúng ta rồi. Bên trong thằng này, các bạn sẽ gõ cho mình cái từ hello world nha, chúng ta sẽ viết cái hello world. Hello world. Đấy, rồi. Như vậy là xong, mình đã có cái thằng HTML này rồi. Đấy, đây chính là bước đầu tiên chúng ta tạo một cái file HTML và chúng ta viết cái hello world. Thì ở đây thì mình sẽ không đi giải thích lại những cái động tác này nha các bạn, cái phần này là quá chỉ là basic rồi. Tuy nhiên rằng là bây giờ ấy, mình quay lại đối với cái gọi là cái thư mục mà nơi mình chứa code các bạn này. Các bạn thấy rằng là mình có cái file này rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ mở cái file này đối với browser của chúng ta nha. Mình sẽ vào đây, mình sẽ nháy đút vào đây. Đó. Như vậy rằng là nó lên được chữ hello world cho mình rồi trên cái phần browser của chúng ta. Bây giờ ấy, mình muốn rằng là thay vì viết cái Hello World này đối với cái trình duyệt của chúng ta Thì bây giờ thì mình muốn rằng là mình sẽ viết cái Hello World này bằng ngôn ngữ JavaScript thay vì mình viết bằng HTML Để làm điều đấy thì trước tiên mình sẽ tạo mới một cái file nữa nha các bạn đây thì mình sẽ tạo một cái file nữa và bây giờ thì mình sẽ đặt tên là app.js đi Mình sẽ đặt tên như thế này cho nó khác biệt một chút Bên trong này thì mình chỉ làm một điều rất chỉ đơn giản thôi Đây chính là, là mình sẽ chạy cái câu lệnh console.log nha Đây rồi right. Còn sợ đó lắm này, đấy, rồi mình sẽ cho nó gọi là hello world, hello world này, hello world, đấy, with, uh, with Eric, Eric và hỏi dân IT nha, đấy, rồi mình sẽ cho nó hỏi dân thì hỏi dân, hỏi dân thì đấy rất chỉ đơn giản như thế này. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra, đây chính là là làm sao để chúng ta có thể chạy được câu lệnh này. Nếu như rằng là các bạn dùng HTML ấy, theo cách làm truyền thống, thì trước khi các bạn kết thúc thẻ cái body này, chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhúng vào một cái tag script đúng không nào? Mình sẽ nhúng vào một cái tag script và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái, đây chính là là nơi mà các bạn muốn nhúng đúng không nào? Các bạn sẽ cách ra cho mình một cái và chúng ta sẽ gọi từ file này, đấy xong. Sau khi các bạn đã sửa đổi như thế này, các bạn nhấn cho mình phím Ctrl S để chúng ta lưu file lại nha. Nếu như rằng là các bạn quay trở lại, thì chúng ta cũng có cái từ Hello World này nó không hề thấy được cái gọi là hỏi Janity và Eric ở đâu ấy thì để kiểm tra được cái phần này các bạn sẽ nhấn chuột phải cho mình và chúng ta sẽ chọn cho mình cái phần inspect nha. Đó. Mình nhấn như thế này thì đồng nghĩa với việc các bạn nhấn phím F12 nó là tương tự nhau. Sau đấy thì các bạn sẽ chuyển qua cho mình cái tắt con này. Nếu như rằng là bạn nào mà không có cái phần Depth tool ở dưới góc màn hình này, các bạn sẽ nhấn cho mình vào cái hình ba dấu chấm các bạn này. Đây, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần chỗ như cái hình này thì nó ở dưới này. Nếu như rằng là các bạn chọn sang bên này này thì nó sẽ nằm bên phải này của các bạn đúng không nào? Các bạn nhấn cho mình vào ba dấu chấm nha. Đây, thì nó sẽ điều chỉnh lại đó thì cá nhân mình thì hay thích để ở dưới này thì cho tiện quá trình của mình thôi, đây là thói quen của mình thôi. Các bạn thích để ở vị trí nào thì các bạn sẽ chọn nha. Chẳng may rằng là các bạn nhấn cái hình pop up như thế này các bạn này nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới đúng không nào? Thì ngay tại đây các bạn sẽ nhấn quay về cho mình nha. Đó, như vậy rằng là nó sẽ ok con dê đúng không nào? Bây giờ các bạn chuyển qua cho mình cái tắt console các bạn này. Ngay tại đây thì nếu như rằng là các bạn không nhìn thấy cái giao diện như thế này, mình sẽ phóng to lên một xíu nha. Đây, mình sẽ phóng to lên một xíu như thế này các bạn này. Nếu như rằng là các bạn nhìn thấy một cái giao diện như thế này, các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần toggle nhé. Chúng ta sẽ nhấn cho mình cái phần toggle các bạn này. Bây giờ thì các bạn quay lại đây và các bạn sẽ refresh cho mình nhé. Chúng ta sẽ refresh lại cái trình duyệt cho mình một cái này. Và ngay tại đây thì các bạn sẽ chuyển tiếp vào cho mình cái phần info này, các bạn là cái hình màu xanh, các bạn nhấn vào đây. Đó. Thì đây chính rằng là việc các bạn viết cái chương trình Hello World nếu như rằng là các bạn dùng cái ngôn ngữ JavaScript đúng không nào? Tuy nhiên rằng việc chúng ta viết Hello World đối với thằng JavaScript ở đây là các bạn đang sử dụng browser hay nói nôm na rằng là chúng ta đang sử dụng client chứ không phải rằng là chúng ta tạo một server nhà các bạn. Thành ra rằng là bây giờ có một câu hỏi đặt ra đấy chính rằng là, là có cách nào chúng ta chạy được cái file JavaScript đối với cái thằng server của chúng ta không? Hay hiểu đơn giản rằng là chúng ta sẽ không dùng cái thằng browser này nữa. Thì để làm điều đấy thì chính là việc các bạn sử dụng lại cái anh Node.js của chúng ta các bạn này. Nếu như rằng là trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn rằng là chúng ta đã biết được rằng là chúng ta có thể chạy được cái file JavaScript này ở phía server của chúng ta thông qua thằng Node.js thì một câu hỏi đặt ra rằng là chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước tiên thì để làm điều đấy thì chúng ta sẽ cần phải dùng terminal, tức rằng là chúng ta sẽ cần phải dùng giao diện dòng lệnh ấy. Thì để mở nhanh cái terminal của cái thằng VS Code này này, mặc định thì nó để ẩn cái terminal. Các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần view này, các bạn sẽ nhấn vào đây. Các bạn sẽ dùng phím tắt ở đây cho mình các bạn này, control và backtick tích để cho nó mở nhanh một cái terminal. Hoặc rằng là ngay tại phần terminal này, các bạn nhấn cho mình cái phần new terminal nó cũng được thôi. Tuy nhiên rằng là cá nhân mình thì mình hay dùng phím tắt này các bạn này, các bạn nhấn phím tắt nha. Đó. Thì nó sẽ mở lên được cái giao diện terminal như thế này. Sau khi mà các bạn mở lên được cái giao diện terminal như thế này Các bạn để ý cho mình này Đây chính là cái đường dẫn hiện tại của cái terminal của các bạn Và bên trong này chúng ta đang có một cái file là app.js đúng không nào Thì ngay tại đây các bạn sẽ gõ cho mình một câu lệnh thôi để chính là nốt này sau khi mà các bạn gõ cái từ nốt đấy, các bạn sẽ cần phải dẫn tới cái đường dẫn file mà các bạn muốn chạy. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy cái file JavaScript một điều nữa đây chính rằng là cái file của chúng ta này nó nằm cung cấp bên trong cái thư mục backend không này thành ra rằng là mình chỉ cần gõ gọi, gọi là node app.js xong sau đấy thì mình enter một cái các bạn này sau khi mình enter thì đây chính rằng là việc các bạn thực thi một câu lệnh javascript ở phía backend và chúng ta làm điều điều này đây chính rằng là nhờ việc các bạn dùng cái thằng node.js này các bạn này các bạn mới in ra được cái dòng chữ này hay rằng là chúng ta đang thực thi được cái file này ở phía server nha ở đây thì nếu như rằng là mình không để như thế này, mình sẽ nhấn chuột phải nha các bạn hoặc rằng là các bạn nhấn vào đây để chúng ta tạo một cái folder này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ nhấn vào chuột phải và mình chọn new folder nha. Mình sẽ đặt tên là AA chẳng hạn các bạn này. Tiếp theo nữa rằng là mình sẽ mua cái file app của mình, mình sẽ kéo thả nha. Mình sẽ kéo nó vào bên trong cái file này, mình sẽ chọn mu các bạn này sau khi mà các bạn mua ấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái file app của chúng ta nó nằm bên trong cái thư mục AAA này Nếu như rằng là các bạn mở cái thư mục lên, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó nằm bên trong như thế này các bạn này Thành ra rằng bây giờ ấy, nếu như rằng là các bạn đứng ở nơi này này Các bạn gõ lại câu lệnh vừa nãy này, các bạn gõ như thế này Thì nó sẽ sai liền Nó nói rằng là chúng ta không tìm thấy cái module ấy, cái module mà các bạn muốn chạy ấy các bạn hiểu nôm na rằng là đây chính là cái đường dẫn tới file các bạn muốn chạy chứ không phải rằng là tên file các bạn chạy nha thành ra rằng là sau này nếu như rằng là file của các bạn nó nằm ở vị trí khác các bạn sẽ cần phải cung cấp đường link cho nó nha ở đây thì để chạy lại file của chúng ta các bạn sẽ gõ cho mình là nốt này Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cần phải gọi từ cái thư mục AA đúng không nào? Các bạn chỉ cần gõ chữ A thôi, sau đấy thì các bạn nhấn cho mình phím Tab ấy. Đây thì nó sẽ gợi ý chính xác cái cú pháp các bạn cần phải viết. Ok chưa nào? Các bạn gõ một vài ký tự thôi, sau đấy các bạn nhấn cho mình phím Tab nha. Và đây thì mình sẽ gọi từ cái file app này, mình sẽ gõ chữ A tiếp các bạn này. Đấy và mình sẽ nhấn phím Tab nữa các bạn này. Đó, nó sẽ gợi ý cho mình. Và bây giờ mình nhấn Enter đó, thì đây chính là cách các bạn có thể chạy cái chương trình Hello World đối với thằng Node.js nha. Bây giờ thì cái việc mà các bạn chạy được cái thằng JavaScript nó sẽ trả lời cho các bạn một câu hỏi, đấy chính là, là lý do chúng ta gọi thằng Node.js là một cái server backend, bởi vì rằng là chúng ta có thể thực thi được cái ngôn ngữ JavaScript với nó và chúng ta có thể viết được một cái server backend với nó, đây chính là lý do tại sao chúng ta nói thằng Node.js là backend nha các bạn. OK chưa nào? Như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể chạy được cái chương trình Hello World đối với thằng Node.js này rồi. Dĩ nhiên rằng là để viết một website thực tế chúng ta không bao giờ viết một cái website đơn giản như thế này. Thì ở trong các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các công cụ để giúp chúng ta có thể tạo được một cái server website một cách thực thụ nha. Ở đây thì trước khi kết thúc video này mình sẽ làm thêm một phần đấy chính rằng là, là kể từ video tiếp theo các bạn sẽ cần phải quản lý mã nguồn của chúng ta đúng không nào? Đây chính là lý do tại sao mà chúng ta sẽ dùng Git nha. Nếu như rằng là không có mã nguồn ấy, xuyên suốt khóa học này các bạn hình dung rằng là chúng ta có khoảng 100 video chẳng hạn các bạn làm tới cái video 99 thì máy tính của các bạn hư. Như vậy rằng là chúng ta bị mất hết mã nguồn và các bạn không có cách gì để chúng ta học tiếp đúng không nào? Thành ra rằng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta dùng Git nha. Dễ nhiên rằng là mình sẽ không hướng dẫn các bạn từ A đến Z về thằng Git này bởi vì rằng là bạn nào mà chưa biết về Git ấy, các bạn có thể lên YouTube của mình hoặc rằng là trên Udemy ấy thì mình đã có cái khóa học về Git cực kỳ cơ bản rồi. Bây giờ thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để code lên nha Ở đây thì mình sẽ vào GitHub của mình và mình sẽ tạo mới một cái repository này Các bạn lưu ý cho mình một điều nữa để chính rằng là sửa sure code của khoa học này mình sẽ không share cho các bạn nha Tại mỗi video mình sẽ có phần để chính rằng là review các file thay đổi Nó tương tự với việc các bạn đã có cái sửa sure code rồi Thành ra rằng là mình sẽ không share sửa sure code trong khoa học này Mình lưu ý cho các bạn điều đấy ở đây thì mình sẽ nhấn vào tạo mới một cái repository đi. Và ngay tại đây thì mình sẽ bắt đầu bằng Udemy full stack uh, full stack backend zero nha. Đây, mình sẽ đặt một cái như thế này back end Uh, ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đấy chính là zero đại rồi uh, tức rằng là cái này uh, mình sẽ cho nó một cái miêu tả đi uh, tutorial tutorial đấy, rồi mình sẽ đặt là Udemy full stack back and zero như thế này tức rằng là các bạn đây đây chính là một cái khóa full stack này và đây chính là mã nguồn của phần back end hôm sau thì mình sẽ đặt là Udemy full stack funnel như các bạn đó thì như vậy thì cái này chính là một khóa của chúng ta thì đối với cái repo này mình sẽ để private nha tức rằng là các bạn không xem được cái repo này đâu chỉ có mình mình xem được thôi và ngay tại đây thì các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần create repository thôi rất chỉ đơn giản như thế này đó mình nhấn create rồi các bạn này đấy nó quay 10 vòng trái đất như thế này ngay tại đây thì các bạn chỉ cần copy cho mình đúng cái đường link này thôi các bạn git remote add như thế này mình sẽ copy cái đường link này và mình sẽ quay lại đây này các bạn lưu ý rằng là ở đây thì máy tính của mình đã cài git rồi nha bạn nào mà gõ câu lệnh git ấy ví dụ như rằng là nó hiện ra cái cái lỗi gọi là git cái nó hiện ra báo gọi là câu lệnh git không không được nhận diện như là một câu lệnh ấy các bạn copy lỗi lên google nha ở đây thì mình sẽ gõ một câu lệnh để chính là, là git init các bạn này. À, trước khi gõ thì mình sẽ dùng câu lệnh để chính là clear nha. Đó, để cho nó clear hết cái đống log đi. Sau đấy thì mình sẽ dùng câu lệnh git init các bạn này. Sau khi mà mình dùng câu lệnh git init ấy, nó sẽ hiện một cái gọi là initialize empty git này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ là git add nha, git add này, cách ra một cái chấm này, đấy, git commit này, commit trừ m này, init project nha. Đấy, rồi. Right. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nhấn chuột phải các bạn này. Đấy và mình sẽ paste vào đây Ngay lập tức thì nó sẽ có một cái Đây chính là, là master đây các bạn này Đó chúng ta có từ master đúng không nào Và đây thì mình sẽ gọi là Gisput Origin Master Xong mình sẽ nhấn enter để mình đẩy cốt lên các bạn này và nếu như rằng là mình đẩy cốt thành công ấy thì ngay trên github của mình này bây giờ thì mình sẽ nhấn lại cái phần cốt nha các bạn mình nhấn lại một cái thì các bạn thấy rằng là số cốt của mình nó đã lên đây rồi thì trong các video tiếp theo cũng như rằng là trong suốt quá trình các bạn thực hiện dự án này mỗi một lần mà các bạn cốt xong ấy các bạn commit và các bạn đẩy lên trên github này nó có hai lợi ích nha các bạn lợi ích thứ nhất để chính là là các bạn có thể gọi là thực hành thằng git và lợi ích thứ hai để chính rằng là các bạn không lo bị mất cốt nha thì đấy chính lý do tại sao mà mình chỉ hướng dẫn cũng như rằng là mình sẽ yêu cầu các bạn dùng Git nha Nếu như rằng là các bạn không dùng Git thì đấy gọi là một điểm bất cập cho các bạn thôi Đây chính là các kỹ năng sinh tồn các bạn đi làm các bạn cần phải biết để các bạn Đấy chính lý do tại sao mình kết hợp luôn trong khoa học này Thì như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã biết cái chương trình Hello World đối với thằng Node.js này rồi Thì trong quá trình thực hiện video này nếu như rằng các bạn có gì gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì Thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha